một năm tôi cho 500-700 phần quà là phường anh, mà anh nói như vậy là tôi nói thẳng anh là tôi xuất phát bệnh viện. Liên quan đến vụ việc vợ vi phạm quy định giãn cách xã hội, chồng xé biên bản xử phạt trước mặt tổ công tác, ngày 27 tháng 7, ông Nguyễn Thái Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, ngành chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông này. Ông Cường có quyền gửi văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp hoặc gửi văn bản giải trình đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Khánh để được xem xét. Nếu ông Cường không có giải trình hoặc giải trình không được chấp nhận, thì sẽ ban hành quyết định xử phạt. Mức xử phạt cho hành vi này là từ 2 đến 3 triệu đồng. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 7, tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phục vụ phòng chống dịch COVID-19 ra hiệu dừng một số phương tiện giao thông để kiểm tra việc chấp hành chỉ thị 16 tại khu vực phường Xuân Khánh. Lúc này, tổ tuần tra xử lý bà Tăng Thị Thanh Tuyền ra đường với lý do không chính đáng. Đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, ông Hà Văn Cường, chồng bà Tuyền, mang theo biên bản xử phạt vi phạm hành chính đến địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ để thắc mắc về hành vi vi phạm của vợ mình. Sau đó, ông Cường tranh cãi với tổ tuần tra và xé biên bản vi phạm hành chính tại địa điểm tổ công tác đang làm nhiệm vụ, rồi lên xe bỏ đi. Đoạn clip quay lại sự việc trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.